dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Phước Hải cùng tất cả ni chúng, kính thưa toàn thể quý thân hữu tri thức, một giờ trước dưới sự hướng dẫn của ni sư trụ trì và ni chúng, tất cả quý hành giả thọ trì hai bài kinh, kinh Phước Đức và kinh Từ Bi, để làm lễ khánh tế cầu an tăng tuổi thọ và sức khỏe cho cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc. Truyền thống làm lễ cầu an khánh tuế đã có từ rất lâu trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Trước nhất nó như là một cái nỗ lực tập thể về phương diện tâm linh, truyền năng lượng của lòng từ bi và các hạt giống phước báo đến những người thân, người thương đang sống ở trong bệnh hoặc là có nhiều trạng thái bị khổ đau. Và ta mong mỏi rằng thông qua khóa lễ cầu an khánh tuế đó, người thân của mình rũ bỏ được phiền muộn, chuyển hóa được bệnh tật và sống bình an ở trong cuộc đời. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài cầu an khánh tuế. Trong bài kinh Phước Đức, ta thấy mỗi một bài kệ được xem là con đường để tạo ra phước báo và an lành. Trong tiếng Pali, bản kinh này gọi là Maha Mangala Sutta. Maha là lớn, Mangala là phước lành, Sutta là những lời dạy. Bản dịch Việt ngữ được sử dụng khá phổ biến ở trong các truyền thống tại Việt Nam và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, thường dùng là Kinh Phước Đức hay là Phúc Đức. Chúng tôi xin đề nghị đổi khái niệm Phúc Đức thành là Phước Lành hay là Phúc Lành, bao gồm hai yếu tố, đó là phước báo và sự an lành. Phước báo là thành quả về đời sống vật chất mà con người có thể đạt được, bao gồm sống trong một môi trường thuận lợi, không có chiến tranh, không hận thù, không có tệ nạn xã hội, không có lừa đảo. Các phương tiện về những cái quyền căn bản của con người được đảm bảo ở mức độ cao nhất, hạnh phúc, bình an, giá trị giáo dục, phương tiện để có được cái cơ hội bình đẳng về giáo dục và thăng tiến ở trong xã hội đó, hầu như là ai cũng có thể tiếp cận được. Để có được cái phước báo đó thì mỗi một bài kệ được đưa ra ở trong bản kinh này đó là một con đường, và các hành giả phải thực tập đầy đủ 10 con đường thì ta mới có được phước báo trọn vẹn. Bởi vì đạo Phật nổi tiếng là đạo nhân quả, cho nên phước không do cầu mà có, mà phải gieo trồng. Từ góc độ này ta có thể xác quyết rằng là đạo Phật là đạo hành động, khác và vượt lên trên các tôn giáo là các đạo cầu nguyện, giao khoán niềm tin vào đấng tối cao,
tức là Thượng Đế dưới nhiều danh xưng khác nhau trong Kinh Thánh và theo học thuyết tôn giáo của họ. Khi mình nghĩ rằng là đặt và giao khoán niềm tin vào Chúa hay là đấng sáng tạo thế giới đó, thì mọi phước lành, bình an, hạnh phúc sẽ đến với mình. Những lời cam kết có thể rất là nhiều, nhưng khi bệnh tật đến, con người cứu con người. Khi tai nạn đến, con người cứu con người. Khi thiên tai có mặt, bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, cũng con người cứu con người. Thượng Đế theo Phật giáo chưa từng có mặt, mà Thượng Đế có mặt từ sự nắn tạo bởi niềm tin của con người. Và do đó các niềm tin về sự thưởng phạt của các thần linh nói chung chỉ tồn tại khi mà tri thức về nhân quả của con người chưa đạt được ở mức độ tối đa. Và những người như thế đó, Đức Phật gọi chung là đang sống ở trong vô minh. Định nghĩa về tuệ giác theo Phật giáo như hôm qua chúng tôi đã phân tích bao gồm là thái độ nhận thức và phương cách ứng xử trên nền tảng nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, và lấy tứ diệu đế là phương châm để giải quyết tất cả các vấn đề. Người sống như thế được gọi là người có chánh kiến và có tuệ giác, và ngược lại vẫn được xem là còn sống ở trong dòng vô minh. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi nhà khoa học gia đặt chân đầu tiên ở trên mặt trăng, thì động tác đầu tiên mà khoa học gia này, tức là ông Neil Armstrong, làm đó là tạo ra dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, vì theo truyền thống này đó, sự sống giờ do Chúa ban. Hành động và lời quy ước đó, đó như là một sự đền tạ, nó có một phần của sự biết ơn và đạo đức của con người theo truyền thống của Cato giáo. Nhưng theo Phật giáo đó thì không cần thiết, là bởi vì ông còn sống đó, là do con người chế tạo ra chiếc thuyền phi hành vũ trụ và đạt được cái trình độ kỹ thuật hoàn hảo. Cho nên thay vì cảm ơn Chúa thì phải cảm ơn những người đã khám phá và phát minh ra chiếc thuyền Apollo mà ông đã có mặt để khám hiểm mặt trăng. Nghĩa là đạo Phật dạy con người là ơn nghĩa với con người, bao gồm ơn tổ quốc. Mỗi người đóng một vai trò thích hợp của mình tùy theo sở trường để làm cho đất nước ngày càng đi lên. Ơn cha mẹ đã khai sinh và giới thiệu ta trong cuộc đời với tư cách là một con người. Ơn thầy cô giáo, bao gồm thầy tâm linh, những người hướng dẫn đạo Phật cho chúng ta, và bao gồm các thầy cô giáo thế học giúp cho ta có được cái tri thức và sống một cách biết tận dụng được tri thức ở trong sự phát triển nhân cách. Và cuối cùng là ơn chúng sinh, tức là mọi thành phần xã hội, nhờ mỗi người làm một chức nghiệp và ngành nghề cho nên bộ máy của xã hội được vận hành. Nhờ đó ta không cần phải trồng lúa, ta vẫn có gạo để ăn, không phải làm thợ mộc, ta vẫn có nhà để ở, có bàn ghế để sử dụng, và ta đóng góp lại cho xã hội bằng sự biết ơn. Đó là trở thành một người giỏi về một lĩnh vực nào đó. Các ơn nghĩa này được Đức Phật đề cao ở trong tinh thần của học thuyết xã hội. Và Đức Phật khuyên chúng ta không nên nghĩ rằng là có một vị Thượng Đế và các thần linh
tạo dựng ra vũ trụ. Như vậy là con đường tâm linh Phật giáo là đặt nền tảng trên học thuyết nhân bản, lấy con người làm nền tảng và phục vụ cho con người, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và cho tất cả nhân loại nói chung. Như vậy là việc tạo ra phước báo đó, nó thuộc về hành động có tự giác, đi ngược lại với các hành động bị ảnh hưởng bởi vô minh, hoặc là như là một phản ứng của lòng tham, vị kỷ hay là lòng sân tiêu cực. Còn về sự an lành á, thì nó là cả một tiến trình chuyển hóa đời sống nội tại của tâm. Có rất nhiều người sống ở trong phước báo, nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy. Nhưng nếu như một bế tắc tâm lý nào diễn ra mà không biết cách chuyển hóa nó đó, thì mỗi tích tắc trôi qua sự ôm giữ nỗi đau về phương diện tâm lý đó là cách thức biến mình trở thành nạn nhân. Những người thiếu thực tập con đường tâm linh của nhà Phật đó thường ôm cái hận thù và nghĩ rằng là ta sẽ có một cơ hội để trả thù. Do vì ôm cái mối hận đó đó mà rất nhiều người đã sống mất hết ý nghĩa hạnh phúc. Đạo Phật dạy rằng là sự chuyển hóa các cái tâm lý tiêu cực là nghệ thuật để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Cho nên sự an lành phải là một tiến trình chuyển hóa tâm. Do đó khi mà đọc bài kinh Phước Lành đó, ta nên nhớ cái chủ nghĩa hành động và thực tập này, và bớt lại cái yếu tố của sự cầu nguyện. Nhưng thế vào đó đó là sự hồi hướng công đức, vì cầu nguyện nó không có trong học thuyết của nhà Phật. Phật giáo dạy chúng ta phát nguyện, tức là mở tâm của mình ra rộng hơn, hướng về tha nhân, hướng về cuộc đời, hướng về chúng sinh. Và đối tượng rộng nhất ở trong tình huống này, đương nguyện chúng sinh ở trong từng bài sám, rồi tam tự quy y trước khi kết thúc một thời kinh. Trong đó ta không hề thấy có câu nào Đức Phật dạy đương nguyện ngã thân, tức là nguyện cho thân con, đương nguyện ngã gia, nguyện cho gia đình con, đương nguyện ngã thân quyến là cầu cho thân quyến con, không có. Mà kinh điển Đức Phật dạy là đương nguyện chúng sinh, tức là phát nguyện hướng về tất cả chúng sinh. Bởi vì khái niệm chúng sinh là một khái niệm rộng, trong đó bao hàm cha mẹ, thân quyến và tất cả những đối tượng được chúng ta quan tâm và chăm sóc. Cho nên thực tập theo con đường tâm linh Phật giáo thì tâm của mình nó mở rộng ra, và tự động ta vẫn có được cái trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Bài kinh Từ Bi là một nghệ thuật để chuyển hóa tất cả các hận thù mà con người có thể có, do bất đồng quan điểm, do hiểu lầm, do tranh giành quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, hay là bất kỳ một quyền lợi thế tục nào, có thể dẫn đến một cái hậu quả là người ta sống trong một cái tình trạng là loại trừ, như là mặt trời với mặt trăng, như là ngày và đêm, như là ánh sáng và bóng tối. Các đảng phái chính trị trong lịch sử của nhân loại đều phần lớn có khuynh hướng ứng xử như thế. Trong cái đó Đạo Phật dạy chúng ta là tinh thần hài hòa và cộng tồn trong hòa bình. Những bất đồng với nhau ta có thể giải quyết bằng con đường hòa đàm. Mà trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó, Liên Hiệp Quốc đã sử dụng được các kỹ năng đó. Cho nên Liên Hiệp Quốc đã vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 chính thức thừa nhận lễ Vê Sắc tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn
là lễ hội văn hóa thế giới mà các tôn giáo khác, các vị sáng tổ ra tôn giáo chưa từng được Liên Hợp Quốc thừa nhận tương tự. Các tư tưởng về hòa bình, về bình đẳng, về các nhân cách cao thượng, về lòng vị tha, về sự phục vụ xã hội vinh mình trong tinh thần vô ngã đó, nó đã trở thành phương châm của rất nhiều con người tiến bộ trên thế giới một cách tình cờ hay là một cách có tham khảo. Ta hãnh diện tự hào trở thành đệ tử của Ngài vì ta được thừa hưởng cái gia tài tâm linh đó. Và bài kinh Từ Bi dịch từ tiếng Pali mà chúng ta vừa đọc tụng đấy là một cái nghệ thuật mà tất cả những người con Phật từ xuất gia cho đến tại gia trước khi đi ngủ quán chiếu và hành trì. Con người bị bệnh mất ngủ là vì ban ngày đó mình tư duy để cho nỗi lo, nỗi sợ, sự khủng hoảng và nhiều căng thẳng trong việc làm ăn ảnh hưởng chi phối ta nhiều quá. Trong cái đó theo Đức Phật đó, giờ nào việc đó, đến giờ đi ngủ ta không nên xem tivi, cũng không nên để chuyện buồn vương vấn khống chế tư duy của mình. Và lúc đó ta chỉ còn nhớ hơi thở, giấc ngủ, sự bình an. Và muốn làm được như thế đó thì phương pháp quán về lòng từ bi đó là một nghệ thuật, là một phép màu. Cái tiến trình của sự thực tập để ta có được bình an đó, theo Đức Phật, trước nhất ta hướng về người ta tôn kính nhất là mẹ và cha. Nếu ai còn ông bà đó thì cũng cùng lúc đó hướng về ông bà. Rồi sau đó là những người ta thương, ta quan tâm, ta chăm sóc, tức là con cái, anh chị em, người thân quyến nói chung. Và sau đó vài giây thôi, ta phải hướng tâm rộng hơn một chút xíu, những người dân. Rồi sau đó nữa, bao gồm luôn những kẻ xem ta là kẻ thù, nhưng ta không nên xem họ là kẻ thù hay là đối thủ. Rộng hơn nữa đó thì cái đường kính của lòng từ bi được phát ra từ việc thực tập này đó là ta quán chiếu luôn tất cả các loài động vật, cũng thương quý mạng sống của mình, và do đó đó chúng cũng cần có cái quyền được bảo hộ sự sống, ta hướng về chúng. Rồi xa hơn nữa đó, ta quán chiếu luôn tất cả môi trường sinh thái bao gồm tất cả các loại thảo mộc, vì chúng tạo ra cái buồng phổi cho sự sống của hành tinh này. Cho nên khi thực tập về quán từ bi đó, thì cái con đường lan rộng của tần số tâm trong sự thương và chăm sóc các chủng loại sự sống đó, làm cho mình có cảm giác rằng là cái vũ trụ này đó là của chúng ta, chứ không của riêng ai. Không phải của ông vua A, bà hoàng hậu B, của ông chủ tịch nước A hay là ông tổng thống B, mà là của tất cả chúng ta. Cho nên các ông tổng thống, các ông chủ tịch nước, các ông vua, các hoàng hậu không nên vì lòng ích kỷ của mình để thương tổn bằng cách là xâm lăng các quốc gia khác nghèo hơn, biến các quốc gia đó làm thuộc địa dưới những chiêu bài của mang dân minh đến dẫn nước nhược tiểu. Trong một xã hội mà sự chiến tranh nó không có mặt đó, thì chúng ta thấy là hạnh phúc biết dường nào. Những chàng trai mới lớn không phải trở thành chiến sĩ rồi nằm xuống vì biên cương bờ cõi, cho nên có thể phục vụ sức trai của mình cho vấn đề phát triển xã hội, và theo đó hận thù đó nó cũng không có mặt. Việc thực tập quán từ bi rất có ý nghĩa ngay cả trong tình huống quốc gia đó, hay là con người sống trong một cái môi trường mà không còn có chiến tranh. Bởi vì hận thù đó nó không chỉ có như là hậu quả tất yếu của chiến tranh trước, đang kỳ và sau chiến tranh, mà nó còn có thể có liên hệ đến cái quyền lợi kinh tế, quyền lợi tình cảm, quyền lợi vị thế xã hội và nhiều cái quyền lợi khác nữa. Cho nên ta thực tập để tháo gỡ các cái gút nếu nó lỡ có hoặc là cố tình có từ phía bên nào.
Việc thực tập về phương pháp quán từ bi như thế đã trở thành truyền thống tâm linh của Đức Phật trong suốt 26 thế kỷ vừa qua. Cho nên Liên Hợp Quốc đã rất là thần tượng Phật giáo vì học thuyết này mà họ đã sử dụng. Cho nên họ yêu cầu toàn thể thế giới tôn vinh Đức Phật như là một nhân cách văn hóa tâm linh vĩ đại, vì đã Ngài đã chủ trương mang hòa bình và bình an đến tất cả mọi người, mọi loài nói chung. Khi mà xã hội phương Tây ngày càng phát triển á, thì ta thấy cái yếu tố mà gần với Phật giáo ngày càng được thiết lập. Các hội đoàn quốc tế bảo hộ cái quyền được sống của các loài động vật đó được thành lập trong mấy chục năm qua. Nó phản ánh về học thức từ bi của Phật giáo nhiều lắm. Rất tiếc á, rất là nhiều quốc gia Phật giáo là quốc giáo nữa mà người Phật tử chưa dám ăn chay trường. Mà nhiều người trong hội đoàn như thế này ta ăn chay trường, bảo hộ mạng sống của loài động vật. Do đó sự thực tập về lòng từ bi đó là một nghệ thuật để ta tránh khỏi những cái bệnh tật, như là hậu quả tất yếu của việc giết hại con người, giết hại sinh linh, phá hoại môi trường nói chung. Khi mà mình thực tập được như thế đó, thì ta không cần phải cầu nguyện, ta vẫn có được kết quả của sự bình an, sức khỏe và tuổi thọ. Đây là điều mà Đức Phật đã xác định ở trong bài kinh về từ bi. Như vậy, cố gắng thực tập mỗi ngày ít nhất là một lần nội dung của bài kinh này, thì Đức Phật đảm bảo với chúng ta rằng là chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất là an lành, không mộng mà đi, không bị khủng hoảng. Và sau khi thức dậy đó, ta có được một cái tâm trạng hoàn toàn mới. Cho nên làm việc gì đó, hiệu lực kinh tế và hiệu suất của công việc đó đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Giá trị thứ hai của việc thực tập kinh từ bi trước khi ngủ đó là gương mặt của chúng ta sẽ rất là hoan hỷ, tươi mát. Nó không có những cái nỗi buồn, nỗi đau, căng thẳng do cái gút của hận thù đấy. Mình kết nối giữa mình với một người nào đó. Và nếu thực tập được hoài như vậy đấy, thậm chí ta không cần sử dụng các loại kem dưỡng da, nước da ta vẫn hồng hào, vẫn tươi mát. Điều thứ ba, người thực tập kinh từ bi sẽ không có những cái chứng bệnh tai biến mạch máu não, những chứng bệnh về tim mạch, rồi những chứng bệnh do cơn giận và những cái phản ứng tâm lý của cơn giận tạo ra. Rồi từ đó đó, tuổi thọ được đảm bảo, cái chết của họ đó thường được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái. Do đó khi ta làm lễ khánh tuế cho cha và mẹ đó, đọc tụng hai bài kinh vừa nêu vô cùng có ý nghĩa. Đó là giá trị mà người thực tập có. Còn đối với mẹ, cha, ông, bà, người thân được ta quan tâm và làm lễ khánh tuế đó, thì điều quan trọng hàng đầu đó là ta phải đọc các bản kinh này cho người thân được quan tâm của chúng ta nghe, cái giá trị nó mới có trực tiếp. Hồi hướng công đức đó nó chỉ được 1/7 là tối đa, nói theo tinh thần của kinh Địa Tạng. Ví dụ quý vị đang sinh sống tại Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó có cha mẹ già ở Việt Nam, vào tháng 7 mưa ngâu như thế này, ở những nước mùa mưa diễn ra vào 3 tháng hè đó, thì người chết đó cũng gia tăng nhiều vì sự thay đổi khí hậu nó góp phần ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người. Trong tháng 7 đó, sinh mạng con người bị chết nhiều hơn.
Nhiều người hiểu sai cho rằng là do cô hồn bắt đền mạng. Thực ra nó là cái ảnh hưởng về thời tiết thôi. Thì để cho cái việc khánh tuế đó có kết quả đó, thì trước khi làm lễ cầu an, ta phải gọi điện thoại về cho người cha, người mẹ được ta quan tâm, và nói với cha mẹ mình biết được rằng lát nữa vào lúc mấy giờ đó con sẽ đến chùa, hay là con sẽ ngồi trước bàn Phật tụng một bài kinh về từ bi và kinh phước đức. Mặc dù có biết rằng là mẹ không nghe được, ba không nghe được, nhưng nếu ba và mẹ hướng về thì cái giá trị của tần số tâm thức này vẫn có thể cộng hưởng đến. Và ta phải giải thích cái nội dung của bài kinh này như thế nào, yêu cầu người cha, người mẹ ta cùng thực tập theo, thì cái giá trị của lễ cầu an khánh tuế đó mới đạt được ở mức độ khá cao. Có rất nhiều người thương kính cha mẹ mình quá, hay là người thân quá đó, khi người thân bị nằm bệnh, hay là tai nạn giao thông, hay là tai nạn lao động, ta nhờ đến hàng trăm ngôi chùa làm lễ cầu an. Giá trị không có nhiều, chỉ cần một ngôi chùa thôi. Mà nếu cái người làm lễ cầu an đó hiểu rõ được cái tâm trạng bệnh lý của người bệnh, tập trung và thuyết giảng trước khoảng chừng 15 phút, 20 phút cho người đó nghe để hướng dẫn cái cách thực tập, để rũ bỏ được cái nỗi đau vật lý đó, rồi sau đó mới bắt đầu khởi trì tụng kinh, thì cái giá trị trị liệu ở đây nó mới cao. Và muốn làm được như thế thì ta phải nắm rõ được cái tâm lý của người thân của mình. Có nhiều người già đó rất là sợ chết, nhất là đang bị bệnh và bị tai nạn nữa. Niềm tin về tam bảo của họ không có sâu. Khi thấy nhà sư mặc áo vàng đến, sợ liền. Có lần chúng tôi được thỉnh mời làm lễ cầu an khánh tuế cho một cụ già 83 tuổi. Ông đang bị bệnh bán thân bất toại. Chùa giác ngộ với một số chư tăng và các Phật tử hộ niệm đến, mặc y hậu chỉnh tề. Vừa vào gặp ông đó, ông nói với con cháu liền: thôi mời mấy ông thầy tu về đi, mời ba hộ niệm về đi, ba đâu có muốn chết đâu, đừng chù cho ba chết. Hiểu ý được ông, chúng tôi đã cởi áo tràng ra, cởi y ra, mặc cái áo tu sĩ bình thường đó, và yêu cầu tất cả các Phật tử cũng cởi áo lễ ra, không mặc áo tràng nữa, ngồi nói chuyện thăm viếng thôi. Và chuyển đề tài liền, nói chúng tôi đến để thăm viếng cụ thôi, biết cụ đang nằm bệnh. Rồi hỏi thăm cụ đau như thế nào, cụ nói là bị chứng bệnh ung thư gan đó, nó làm đau nhói, và nó có khuynh hướng là trương sình cái bụng lên, nước bắt đầu nó làm cho bụng lớn ra, mỗi ngày phải rút nước ra thì mới cảm thấy nó thoải mái, nó bớt đau. Thì chúng tôi biết rằng đó là cái chứng bệnh sơ gan cổ trướng, vì chức năng của gan nó không còn lọc được nữa, cho nên không ăn thì đói, đau chịu không nổi, mà ăn vào là trương sình lên. Thì thường mạng sống của những người như thế chỉ kéo dài trong vòng khoảng chừng 3 tháng mà thôi, phước lắm thì được 4-5 tháng. Chúng tôi đã sử dụng bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đó được Đức Phật cử đến thăm viếng cư sĩ cấp cô độc khi ông bị tuổi già, gia bệnh hành hạ. Bài kinh đó được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn rất là đơn giản, và chúng tôi đã hướng dẫn lại cũng cùng cách thức tương tự. Chúng tôi yêu cầu ông hãy thực tập. Thân thể này bao gồm đất, nước, gió, lửa và 36 thể trược đó, không phải là cái của tôi một cách vĩnh viễn. Từ lúc ta có mặt trong bào thai của người mẹ, ta vay mượn nó đến bây giờ 83 năm. Và phải biết rất rõ mình đang vay mượn chứ không phải là của mình. Cho nên không để cho cái ý thức nó bị kẹt ở trong cái thân thể già nua bệnh tật 83 tuổi này.
chứ tôi yêu cầu ông lập nhẩm ở trong đầu này. Ông đã làm theo. Sau đó chúng tôi yêu cầu ông là hãy thực tập rằng là dòng cảm xúc với sự biết nỗi đau, biết hạnh phúc không phải là tôi, và tôi không bị kẹp vào hai trạng thái cảm xúc này: ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt không phải là tôi. Và do vậy tôi không nên để mình bị kẹp vào ba thứ đó. Đó là trọng tâm của bài thực tập vô ngã, mang tính cách trị liệu cho những người đang bị bệnh và muốn kéo dài tuổi thọ, vượt qua được nỗi đau. Ông thực tập khoảng chừng được nửa tiếng rồi chúng tôi hỏi thăm về gia đình, hỏi ông có lo lắng cho đứa con nào, cho người thân nào hay không. Ông nói bây giờ có mấy đứa cháu, con ông hết lo rồi, nhưng lo cháu, bởi vì con đi làm, cháu ở nhà sinh hoạt gần gũi với ông hằng ngày hằng giờ. Ông chỉ sợ rằng là nếu mà ông ra đi đó thì con cháu của ông ai sẽ chăm sóc, vì cha mẹ nó phải bận công ăn việc làm. Chúng tôi khuyên ông á là đừng nên quá bận tâm, ông cứ giữ sức khỏe của mình và cứ thực tập như thế. Và mấu chốt của sự thực tập này là làm sao để nhận diện được rằng là tất cả những nỗi đau đó của thân, tất cả những nỗi khổ của tâm đó, nó chỉ có hai chỗ để bám víu là thân và tâm. Khi mình tách ly, không thừa nhận nó là cái của mình và nó chỉ là một sự vay mượn đó, thì ta không mắc mớ gì để cho nỗi đau nó bám trên thân, nó giữ trên thân, tồn tại trên thân, và nó cũng không nên bám víu vào tâm. Thực tập như vậy thì nỗi đau nó sẽ được giảm đi ở một mức khá đáng kể. Sự thực tập này trước đức nó sẽ diễn ra theo cách thế như là một cái loại thuốc thuốc gây tê, làm cho cái dây thần kinh cảm giác về đau đó biến mất, và nỗi đau về vật lý đó không vì thế mà nó khống chế cái nỗi khổ về tinh thần. Thì dần dà đó, cái người bị bệnh sẽ sống thản nhiên thôi. Tôi biết rất rõ là có nhiều chứng bệnh đó, khi bị vương nó vào ở giai đoạn cuối đó, nó chỉ tồn tại cho mạng sống người đó khoảng chừng 3 tháng đó. Thì vấn đề còn lại là làm sao để giúp cho người đó được bình an. Cái quan trọng và cái phương pháp của nhà Phật là dạy chỗ này. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà mình tổ chức một cái khóa lễ cầu an là người đó có thể được sống hoài, không chết, và bệnh đang có sẽ được hết, hay là tai nạn ập đến gia đình của mình rồi tụng một thời kinh là nó hết trơn. Hiểu như thế thì nó không đúng về nhân quả đâu. Bệnh tật nó có mặt với con người như là một tiến trình tự nhiên trên cơ thể thôi, lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố sau đây: chế độ sinh sống bao gồm ăn uống ngủ nghỉ, lao động nghỉ ngơi, và sự làm chủ hay là không làm chủ được dòng cảm xúc. Nếu ta không tạo ra một sự quân bình về ăn mặc ngủ sinh hoạt lao động nghỉ ngơi và huấn luyện tâm, chuyển hóa tâm đó, thì cái máy của mình nó giống như chiếc xe chạy một ngày là 300-400 mph thì nó phải giảm tuổi thọ. Vàng đồng sẽ bị sơ sớm hơn là những chiếc xe chạy một ngày chỉ có vài chục mph. Như vậy là cái sự tỷ lệ thuộc về tuổi thọ nó phải ăn khớp với cái nghệ thuật làm chủ thân, làm chủ tâm và sử dụng cái thân này là một cách có nghệ thuật, chứ lạm dụng nó quá mức thì nó bị tiêu hao gấp 2, gấp 3 lần người khác thì nó phải chết sớm thôi. Thì khi cụ già 83 tuổi đó nghe hướng dẫn, bắt đầu ông cảm thấy hài lòng, ông không còn sợ nữa. Và chúng tôi không hề tụng kinh, chỉ nói để giúp cho ông hiểu. Rồi sau đó chúc tụng ông bằng những lời đẹp nhất, mong mỏi ông sớm được bình phục. Cái đau nó vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến tâm lý của ông nhiều như là trước khi ông chưa biết được Phật giáo.
Vấn đề của lễ hộ niệm cầu an là nằm ở chỗ này. Có một số tình huống những cái chứng bệnh về tâm lý đó, nó đè nặng và làm khống chế cái chứng bệnh vật lý, nghĩa là bệnh nó ít nhưng mà bệnh tâm thì nhiều. Cho nên nó khi bị một cái chứng bệnh rồi họ ám ảnh tưởng tượng, cộng thêm cái nỗi sợ hãi về chết, sợ về bệnh, sợ mình không có được cái cơ hội để hưởng cái gia tài sự nghiệp và phước báo mình tạo ra, làm cho cái chứng bệnh đó nó trở nên là nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn, khổ đau hơn. Thì một cái khóa kinh cầu an đó diễn ra ngay cái giường của người đang nằm bệnh đó, sẽ có một cái tác dụng trị liệu tâm lý rất lớn. Ta phải hướng dẫn cho bệnh nhân đó phải có cái niềm tin đối với Tam Bảo, và ta cũng phải giải thích một cách căn bản nội dung của bài kinh mà ta sẽ đọc tụng cho họ nghe. Còn nếu như ta đọc hoàn toàn bằng chữ Hán đó, cái tác dụng nó ít hơn. Đọc làm sao cho người nghe hiểu và thực tập theo mới có tác dụng. Cho nên quý vị có thể chọn bài kinh Phổ Môn, nếu đó là một hành giả Tịnh Độ Tông. Bài kinh Dược Sư, nếu đó là một hành giả của Đông Phương Tông. Hoặc là quý vị có thể chọn danh hiệu của một Đức Phật nào đó mà người bệnh này đã có một cái niềm tin và lòng tôn kính rất lớn. Hay là ta đọc các bài kinh Phước Đức và Lòng Từ Bi, hoặc là những bài kinh hướng dẫn về 16 phép quán niệm hơi thở. Nói chung bài kinh nào mà người đó thích nhất thì cái tác dụng trị liệu nó mới có. Thì lúc đó đó, cái người bệnh có cảm giác rằng là người thân, người thương không bỏ rơi mình. Cái nỗi cô đơn buồn chán sẽ được giải phóng, và cái sự chấn an tâm lý bắt đầu đã có mặt. Ta thấy rằng là tất cả mọi người đang đứng bên ta, ủng hộ ta, vì tha, cho hạnh phúc của ta. Cho nên nỗi đau đó nó được an ủi và nó được giảm đi mấy chục phần trăm. Khi niềm tin đối với Phật và Pháp được tăng trưởng mức độ cao nhất, niềm tin ở vị sư hay là sư cô được thỉnh mời làm lễ cầu an đó được thiết lập, thì lúc đó đó cái cảm giác về tôn giáo đó đã xuất hiện. Và nhờ đó người này nương vào lời kinh, chủ tâm vào lời kệ, chủ tâm vào cái khóa lễ, cho nên ý thức của họ đó nó được tách ly khỏi cái cơn bệnh đang khống chế hiện hành, làm cho người đó cảm thấy rằng là mình được bình an. Và sau cái khóa lễ, họ có cảm giác và đạt được sự bình an thật sự. Cái tác dụng ảnh hưởng về phương diện tâm lý đến đời sống vật lý là điều được Đức Phật dạy ở trong học thuyết Duyên Khởi. Nó tác động đa chiều. Có những cái cơn đau về thân đó, nó làm ảnh hưởng khủng hoảng tâm lý. Có những sự định tĩnh về tâm đó, sẽ ảnh hưởng tích cực làm cho cái đau vật lý được giảm đi. Thân và tâm không tồn tại một cách biệt lập với nhau, hỗ trợ. Và do đó các cái phương diện của khóa lễ cầu an đó, ngay cái giường bệnh đó, có tác dụng trị liệu rất lớn. Có nhiều người trong cái khóa lễ cầu an đó, họ đạt được quyền ước và họ nghĩ rằng đây là sự mầu nhiệm của Đức Phật hay là mầu nhiệm của vị Bồ Tát. Niềm tin đó nó có giá trị trị liệu vẫn tốt thôi. Nhưng ta phải đặt ra một câu hỏi, tại sao cũng có rất nhiều người làm khóa lễ tương tự với lòng thành kính tương tự nhưng họ vẫn bệnh họ vẫn không hết? Câu trả lời của Phật giáo không phải là ở chỗ thành tâm hay không thành tâm, mà vì cái hạt giống về sức khỏe, hạt giống về tuổi thọ đó ở cái người hết bệnh này đó đã được gieo trồng. Và cái khóa lễ cầu an với sự tập trung cao hồi hướng công đức, cho nên theo tiến trình bình thường nó phải diễn ra lâu hơn, thì ngay cái khóa lễ đó nó đạt được như một chất xúc tác cho những cái hạt giống chưa chín mùi nó được chín vú ở một mức độ tương đối. Còn những người nào đó hạt giống về phước báo, về tuổi thọ, về sức khỏe ít quá thì có cầu đi nữa nó vẫn không đạt được. Ngoài cái sự đạt được về sự chấn an nhẹ nhàng, rũ bỏ thực tập để cho nỗi đau nó được rơi rụng. Cho nên dù tiếp cận cái khóa tụng kinh cầu an dưới góc độ trị liệu tâm lý
thông qua con đường tôn giáo hay là sự thực tập để mà chuyển nghiệp đó, thông qua các khóa lễ sám hối, thì ta phải biết rằng là cái ảnh hưởng trên cơ thể của người bệnh là có thật. Nhất là những người già, ảnh hưởng về mặt cảm á, và họ phải dễ tay chạm với cuộc đời lớn lắm. Cho nên ta phải khéo, sớm thăm tối giếng, an ủi, dỗ về, làm cho người đó rũ bỏ được cái cảm giác sợ hãi, thì ta giúp cho tâm người đó được bình an. Những người bị chứng bệnh sơ gan cổ trướng thường được khuyên là hãy bầm con ốc bu và cho người bệnh đó ăn sống. Một ngày ăn chừng 10 cho đến 20 con đó, thì cái tiến trình sơ gan nó sẽ giảm đi một cách đáng kể. Thay vì 3 tháng là chết, người đó có thể sống được 6 tháng, 5 tháng. Nhiều Phật tử rất phân vân là không biết có nên làm theo cái lời khuyên của các nhà đông y gia truyền hay không. Khó trả lời, bởi vì nó liên hệ đến mạng sống con người mà. Khi được hỏi, chúng tôi thường trả lời rằng, quý vị cứ đặt ra các tình huống, liệu cái việc ăn các con ốc bu như thế này có làm cho người đó sống thêm nữa không, hay là nó chỉ vấn đề là thời gian 5 tháng đó? Nếu câu trả lời chỉ là trong vòng vài 3 tháng đó, thì cái việc giết các con ốc bu đó là mang cái nghiệp sát sinh, nó vượt qua được cái chết trong nghe thức khắc, kéo thêm vài tháng, nhưng ta lại gieo cái sát nghiệp đến vài chục đơn vị mỗi ngày. Và trong suốt 3 tháng ta ăn như vậy đó, ta gieo cái đơn vị sát sanh đến cả 100 mấy chục lần, 200 lần, 300 lần, thì kiếp sau người đó lại bị cộng hưởng của cái nghiệp sát này đó, bị lận đận về sức khỏe nữa, thì việc chọn nó có nên hay không? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, việc kéo dài thêm tuổi thọ dài 3 tháng của một người chuẩn bị đối diện với cái chết đó, có làm cho họ vơi đi được cái nỗi đau vật lý và ảnh hưởng lên cái nỗi khổ của tâm hay không? Nếu câu trả lời là không đấy, thì tồn tại thêm một cái thời gian làm cho người đó trở thành nạn nhân khổ đau trên cơ thể như một tiến trình tất yếu của nghiệp. Cho nên tốt nhất đó là ta giúp cho người kia được trấn an, đừng có sợ chết, thì cái chết nó diễn ra thư thái hơn, và đến lúc đó, ta có thể chuyển được nghiệp cái chết đó. Còn sợ chết đó, cái chết sẽ diễn ra nhanh hơn, khủng hoảng hơn, đau đớn hơn, bế tắc hơn. Trong nhân gian đó, thì người ta thường khuyên đó, những người đối diện cái chết đó, là muốn gì ăn đó đi, hay là khi mà mình dẫn cha mẹ mình đi khám bệnh, bác sĩ nói thôi anh chị về cho bác nhà đó, muốn cái gì ăn cũng được, là mình biết rằng là cái mạng sống của người đó chỉ còn là vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng đó. Là người Phật tử ta không nên chiều theo như thế. Hưởng thụ nhiều quá mà hưởng thụ vào những cái mà nó có thể gieo nghiệp đó, nguy hiểm hơn nữa. Cho nên ta phải khuyên cha mẹ mình là hạn chế những cái tiêu thụ sát nghiệp. Mà nếu có thích ăn những loại thịt cá đó, thì làm mua những cái loại làm sẵn đó, để không gieo nghiệp trực tiếp. Cuối cuộc đời mà hưởng thụ nhiều quá đó, thì sự tái sanh là một trở ngại. Ta vẫn làm cho người đó có cảm giác hài lòng, nhưng đừng để cho người đó bị sợ hãi diễn ra, tham đắm diễn ra, chấp trước diễn ra. Vì tái sanh ở trong tình trạng tâm lý như vậy đó sẽ là một sự bế tắc, và nó gặp nhiều cái trở ngại ở trong kiếp sau, nếu ta tin chết không phải là hết. Do đó các khóa lễ đó chỉ có giá trị trực tiếp khi người được bệnh, người bị bệnh đó, được nghe trực tiếp nội dung của khóa lễ diễn ra. Và các nhà cầu an đó phải hướng dẫn để cho tâm người đó được bình an, đặt để trên lời kinh, trên pháp môn, trên sự thực tập, thì nỗi đau nó được quên đi một cách có nghệ thuật,
Đó là sự trị liệu rất là trực tiếp. Ta đừng nên quá thần tượng rằng là tụng một thời kinh như vậy là Phật gia hộ cho nên tất cả mọi nghiệp chướng đều được tiêu tan. Ta phải tu, ta phải gieo phúc, ta phải chuyển nghiệp thì nghiệp mới tiêu. Cái cầu không mà tiêu có lẽ là không ai tu nữa hết á. Năm 80 tuổi Đức Phật đã qua đời ở tại cây Ta La Sông Thọ, Kusinaga. Quý Phật tử có nhớ là Ngài chết có bệnh hay không có bệnh không? Có ai nhớ không? Ngài chết như thế nào? Dạ. Dạ. Có nhiều vị trả lời rất đúng là ăn trúng nấm độc chết. Đó là ta nói tắt ra. Khi trúng nấm độc thì sẽ diễn ra là gì? Bệnh. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mô tả rất là kỹ về cái chứng bệnh của Ngài. Thường thì Đức Phật dạy tất cả những vị xuất gia đó nằm nghiêng về phía bên phải, có một cái gói mềm mềm mà chiều cao của nó nó bằng với cái chiều rộng của một cái vai. Đây, khi ta nằm đó, cái cổ và cái xương sống đó nó trở thành một đường thẳng với nhau. Thì cái cách nằm như thế này đó, nó được gọi là nằm theo thế của con sư tử. Nó hợp với cái quy luật vận hành của vũ trụ, cho nên là sức khỏe được đảm bảo hơn là ngủ trong tư thế nằm sấp, dễ bị ác mộng hay là dễ bị các cái dục tính đó, nó đòi hỏi. Còn ngủ theo tư thế ngửa đó thì nó cũng không được tốt như là tư thế nằm nghiêng về phía bên phải. Những ngày trước khi chết đó, thì Đức Phật là đã nằm theo tư thế đó. Và bản kinh mô tả đó, Đức Phật đau ở trong cái bao tử. Mà bây giờ mình có thể nói một cách suy luận rằng là có thể Ngài bị đau cái cú bao tử đó, đau dữ lắm. Nhưng nước mặt, nét mặt của Ngài vẫn thản nhiên, khác với chúng ta là rên la. Có nhiều người đó, ngoài cái rên la đó thì còn bấu cái tay mình vào cái thành giường, ghì lại, gồng cái cơ thể lại để phóng thích cái nỗi đau ra bên ngoài như một sự cưỡng để cho nỗi đau nó bị khống chế. Còn Đức Phật thì không cần làm như thế. Nỗi đau nó vẫn tắt liệm, nhẹ nhẹ từ từ rồi nó không còn nữa. Bởi vì Ngài làm chủ được dòng cảm xúc. Để làm được việc đó thì bản kinh mô tả là Đức Phật đã nhập vào thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của dục giới, rồi bốn thiền sắc giới, và cuối cùng là diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa cảm giác và ý niệm hóa. Hai cái làm cho nỗi đau có mặt. Đức Phật đã vượt qua hoàn toàn 100% nỗi đau vật lý của thân. Đức Phật giảng bài kinh Di Giáo, tức bài kinh cuối cùng theo truyền thống Bắc Tông. Sau đó Ngài mới qua đời trong sự thản nhiên, như là một người đang nằm một giấc ngủ an lành. Câu chuyện lịch sử có thật này đó cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng là bệnh là một quy luật mà Đức Phật cũng phải trải qua nữa, huống hồ là ta. Đức Phật là trong những năm cuối cuộc đời đó, từ tuổi 70 trở đi đó, thì Ngài có một vị bác sĩ cá nhân tên là Jivaka. Mỗi khi bị đau đó thì bác sĩ này đã chăm sóc Ngài, tư vấn cho Ngài về cái chế độ thuốc thảo mộc đó. Đó là những cái dữ liệu lịch sử ta không phủ định được. Dành nó đề nghị chúng ta là nên tiếp xúc với Đức Phật qua góc độ lịch sử, để ta thấy là Ngài cũng như là một con người như chúng ta thôi, có xương, có thịt, có cha mẹ được sinh ra, lớn lên, sau năm sống khổ hạnh ở trong rừng, rồi là kết quả của sự khổ hạnh đó là bệnh tật. Nhưng Ngài đó tu chứng đắc, cho nên đó, Ngài làm chủ được cảm xúc, làm chủ được bản thân của Ngài 100%. Do đó Ngài bị chết hiểu. Chứ nếu là những người khác thì đã chết sớm rồi. Và bệnh nó phải có thôi. Nhưng Ngài làm chủ được cái bệnh, không để cho cái nỗi đau nó khống chế Ngài.
và tượng Đức Phật Lâm Niết Bàn á được tạc theo cái tư thế là nằm nghiêng về hướng phải, nhẹ nhàng lắm, với nụ cười rất là thoải mái. Đức Phật còn cần đến bác sĩ thì huống gì chúng ta. Có nhiều người bệnh không đi nhà thương, không nhờ đến bác sĩ, không chịu đi khám, cứ nghĩ rằng là chỉ cần tụng một cái thời kinh hay là một cái khóa lễ sám hối là hết nghiệp. Đâu đơn giản như thế. Ta phải phân định là nghiệp đó, bệnh nó có ba dạng. Bệnh vật lý ta phải đi cầu bác sĩ thay vì cầu an. Bệnh tâm lý ta nhờ đến các nhà tâm linh, các nhà sư, các sư cô giải thích, phân tích để giải phẫu cái nỗi đau đang ngấm ngầm trên tâm, trên cảm xúc do lòng tham, lòng sân, lòng si và nhiều cái yếu tố tâm lý tiêu cực khác ảnh hưởng. Và loại thứ ba hiếm thấy nhưng vẫn có, đó là bệnh nghiệp, tức là nghiệp nó hành mình. Tình huống bệnh nghiệp được định nghĩa là người đó sống rất là có khoa học, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thể thao và làm chủ được cảm xúc rất là bài bản. Khi mà người mẹ sanh ra đó không phải là sanh non thiếu ký, không phải sanh dư. Và trong lúc mà 9 tháng mang thai đó, người mẹ cũng không hề ăn nhiều độc tố quá, ảnh hưởng trực tiếp qua cái dao. Rồi người này sanh ra mà cứ bị bệnh tật liên nguyên, thì ta biết rằng là cái bệnh đó nó thuộc về nghiệp hành. Thì lúc đó ta sám hối cái nghiệp quá khứ đó, nó sẽ làm giúp cho cái bệnh này được chống lành bệnh. Do đó đó, trong tình huống một bệnh tật đang diễn ra đó, thì ta phải áp dụng luôn cả ba thì hiệu quả cao hơn. Trị liệu theo bác sĩ, phải là bác sĩ giỏi, định đúng bệnh, và ta phải thực tập theo toa thuốc bác sĩ dạy. Thứ hai đó là ta có những cái khóa cầu an hay là những cái bài thuyết giảng về sự an tâm và sự an thân, như bài kinh Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc mà chúng tôi đưa ra một cách vắn tắt khi nãy. Và thứ ba là sám hối cho người đó giảm bớt những nghiệp nếu người đó đã lỡ tạo một cái hành động nào dẫn đến những chứng bệnh như thế này, dầu người đó có nhớ hay người đó không còn nhớ được nữa. Thì cái tác dụng hỗ trợ ba chiều này đó sẽ làm cho cái bệnh nó được giảm đi, nếu không hết thì cũng là bớt đi cái nỗi đau của thân và không ảnh hưởng đến cảm xúc. Đó là sự thành công ở trong khóa lễ khánh tế. Bài kinh Chủng Đức thứ 22 của kinh Trường A Hàm thuộc lại một câu chuyện rất là có ý nghĩa. Vị Bà La Môn tên Chủng Đức Sona Danda là một người tỷ phú thời đó, có niềm tin tôn giáo là Bà La Môn, rất là thuần thành. Cứ trung bình mỗi năm một lần đó, ông tổ chức làm lễ đại tế đàn để cầu Thượng Đế Brahma, tức là Phạm Thiên đó, và các thần linh gia hộ cho ông được sức khỏe, bình an, không có chướng duyên và không có những trở ngại trong cuộc đời. Đại lễ chai đàn chẳng tới đó, nó được làm một cách rất là linh đình, tốn kém tiền bạc ghê gớm lắm. Ông đã thỉnh mời đến hàng trăm các nhà cầu an của Bà La Môn giáo đến. Ông đã cho gia nhân giết theo lời hướng dẫn của Bà La Môn giáo 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà, 500 con vịt và nhiều loại động vật khác. Dĩ nhiên ta không nên hiểu con số 500 là số thật, tức là số nhiều thôi, tức là ông giết rất là nhiều các loài vật. Và theo các tôn giáo đó thì phải giết các loài vật để hiến tế thần linh, thì thần linh nhận được cái sự o bế của mình theo kiểu nhiều lễ dễ thương đó, bắt đầu mới gia hộ cho mình. Nếu mà thần linh có thật và làm như thế thì thần linh tệ hại hơn con người, tiêm chính đúng không ạ? Chỉ giúp cho những người nào biết lại lục văn sinh,
hỗ trợ cho mình đó. Còn ai mà không cúng kính, không hối lộ mình đó, thì mình không có gia hộ. Trên thực tế đó là một niềm tin mê tín. Đức Phật được ông thỉnh mời trong cái buổi lễ chơi đàn hôm đó, tại vì Đức Phật là một vị đại sa môn nổi tiếng lúc bây giờ, cho nên ông mời luôn. Một bên là các vị bà la môn ngồi, bên còn lại là các vị sa môn ngồi, và ngồi hàng đầu đó là Đức Phật Thích Ca, tức là sa môn Thích Ca Gotama. Thì trước khi cái đại trai đàn cầu an khánh tuế đó được diễn ra đó, thì Đức Phật xin phát biểu ý kiến để thứ nhất là chúc phúc cho cái đại trai đàn đó, và thứ hai đó là Đức Phật nói lên cái quan điểm của Ngài về một cái đại trai đàn có ý nghĩa hơn. Vì Ngài là người nổi tiếng nhất, uy tín nhất, cho nên tất cả mọi người đã lắng nghe theo lời đề nghị của gia chủ, tức là Bà La Môn Chủng Đức. Đức Phật phân tích đó, là ông đang ở cái tuổi về chiều, muốn có thêm được tuổi thọ nên mừng khánh tuế, nhưng lại ra lệnh cho biết bao nhiêu người giết hàng trăm hàng nghìn các loài động vật, thì cái nghiệp sát này đó sẽ làm cho ông chết sớm hơn. Đức Phật đưa ra ví dụ, rất nhiều nhà vua sống ở trên ngai vàng, muốn cái gì là không được. Một năm làm đại trai đàn như thế, đến nhiều lần chứ phải một lần đâu, mà phần lớn nhà vua đều chết sớm, không sống thọ, tại vì mấy ông ăn chơi quá, hưởng thụ quá, và gieo nghiệp sát nhiều quá, lại nghĩ rằng là cái đó nó làm nền tảng để có tuổi thọ, là chuyện hoàn toàn mâu thuẫn với nhân quả. Cho nên Đức Phật khuyên đó, đại trai đàn ngày hôm nay đó tốn kém nhiều nhưng giá trị rất ít. Nếu không nói, nó ngược lại làm thương tổn tuổi thọ và mạng sống của ông. Ông nghe ông choáng váng liền. Vì Đức Phật là một nhà tâm linh vĩ đại, cho nên cái lời nói của Ngài nó có tính thuyết phục rất là cao. Ông hỏi tiếp là: xin Ngài, nếu như vậy thì tôi phải làm gì để tôi được khánh tuế tốt, tuổi thọ, gia tài, tại vị được lâu dài? Đức Phật kêu là: bây giờ ông hãy bỏ hết cái lễ trai đàn ngày hôm nay đi, sám hối là đã lỡ giết là hàng ngàn các loài thú như thế, thì nó là cái cách nhất để mình làm giảm đi cái nghiệp sát. Điều thứ hai đó là thay thế nó bằng một cái đại lễ trai đàn khánh tuế có ý nghĩa hơn, gồm có tất cả là 4 nội dung. Nội dung 1 đó là thay thế các cái vật cúng từ các loài vật trở thành là chuối, hoa quả, dầu mè, lương thực. Sau khi cúng xong rồi đó, điều thứ hai Đức Phật yêu cầu lấy các tặng phẩm đó đó biếu cho những người nghèo khó, chứ đừng văng vứt rải ở trên đường, làm như lễ cúng cô hồn. Ta tới giành giật lẫn nhau, nó mất hết ý nghĩa xã hội và đạo đức. Từ lúc á, sự giành giật làm cho rất nhiều người bị thương tổn, bệnh tật, bệnh là đau. Thứ ba là bố thí và cúng dường trai tăng. Bố thí được hiểu là giúp cho những người đồng loại trong những lúc mà họ khốn khó, đau khổ do thiên tai hay do con người tạo ra. Và cúng dường trai tăng là hỗ trợ cho những vị xuất gia chân chính tu học đến nơi tính chốn, thì nhờ cái thành quả tu học này đó, cái hạt giống gieo trồng phước của mình được tăng trưởng. Và thứ tư, Đức Phật nói quan trọng hơn hết là ta phải cúng khánh tuế mình bằng việc tu tập giới định tuệ, phát triển nhân cách cao thượng để đạt được sự an lạc. Ta thấy là trong bốn điều này đó, thì điều thứ nhất đó là sám hối cái nghiệp trên nền tảng là bỏ cái hành động tiêu cực xấu
và thay thế nó bằng một cái hành động đối lập. Ở đây đó là phải dẹp hết các cái bàn có gà, vịt, heo, cừu, dê, thế nó bằng trái cây thôi, hoa quả. Đó là một sự chuyển nghiệp. Trong yêu cầu thứ hai đó là phải với lòng thành kính để mà mình bố thí và cúng dường, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Ta không tiếc nuối vì ta biết rằng đó là một nghĩa cử cao thượng, ta giúp cho cuộc đời, dầu cho người đó có biết ơn mình hay là dâm ơn hoặc là đền ơn bằng cách là trả quán, ta vẫn hoan hỷ vì ta biết rằng là lúc mình giúp đó, nó là một hành động tốt. Còn cái người này làm xấu, họ chịu nhân quả chính họ thôi, ta không nên tiếc nuối hối hận về việc đã làm. Việc làm tốt không nên hối hận, còn những người xấu như thế thì ta tránh trong tương lai thôi. Còn việc tu tập đạo đức, sống một cái đời sống thiền định thì đâu có nỗi đau nào nó bám trên mình được, thì tuệ giác được phát sinh. Thì đây là cái cách mà ta làm lễ tế đàn quan trọng nhất, ta khánh tới một cách có kết quả nhất. Mình không có sống có đạo đức, không sống có định tĩnh, lúc nào cũng sợ hãi, lo rầu, rồi buồn phiền, bực dọc, cái này nó là những yếu tố làm giảm tuổi thọ. Mà mình không cải hóa nó thì có làm lễ còn không có tác dụng gì. Thầy lại trả lời câu khi chết thì làm sao, tôi biết chết thì làm sao? Theo quan điểm của thầy về câu hỏi này như thế này. Câu hỏi như là mối quan tâm về vấn đề cái tương lai của cái chết là dấu chấm cuối cùng hay là một cái tiến trình dài không có kết thúc. Nhưng nó lại liên hệ đến một cái câu thiền ngữ của Trung Hoa: sanh tử sự đại. Thiền ngữ này đó là một cái câu quán tưởng theo dạng tâm niệm, cứ như là tất cả các hành giả theo truyền thống thiền tông, tổ sư thiền, tức là công án và thời đầu, lúc nào cũng phải thấy rất rõ rằng là cái việc đi tu của mình là để giải quyết sanh tử, và đây là cái chuyện quan trọng nhất chứ không có gì quan trọng hơn. Nhờ đó đó, các hành giả tâm linh, tức là tu sĩ Phật giáo đó, không bị vướng dính ở trong chủ nghĩa hưởng thụ và làm sao trở thành một mẫu người tâm linh lý tưởng cho cuộc đời nó theo. Như vậy là cái trọng tâm ở đây là cắt đứt cái tiến trình tái sinh. Theo Đức Phật đó thì tiến trình tái sinh đó, nó là một cái phản ứng diễn ra đối với người phàm và kẻ tục. Dược tính là chất xúc tác, là từ trường, là năm châm, là cục hít, là quỹ đạo của sinh tử. Tính dục mà còn dưới nhiều hình thức khác nhau, dù là cụ thể hay là vi tế, thì con người và các chủng loại sinh vật đó tiếp tục có mặt ở kiếp sau. Đối với sự có mặt ở kiếp sau từ qua đường của người Phật tử đó là cả một cái trách nhiệm đạo đức, để khi còn sống đó, ta cố gắng làm hành xử có trách nhiệm về hành vi, lời nói, chứ không dám buông thả nào. Giờ đó đó, cái việc tái sinh đó, nó sẽ diễn ra ở mức độ tốt hơn. Còn khi đặt nó vào trong cái việc mà lý giải chết đi về đâu đó, thì hai câu trả lời được câu hỏi nêu ra. Một vị thì nói rằng là hỏi chết đi về đâu á, mình đang sống mà mình muốn chết thì giống như mình đang chết rồi. Thì đó là một cái cách để làm cho cái người đang sống á, đừng nên quá bận tâm về cái câu hỏi mà nó từ lúc đó nó không liên hệ đến cái sự sống của mình, nó chỉ là liên hệ đến cái chết. Đó là cái cách để giúp cho người trở về với cái thế giới hiện thực, cái sống đi, sống bình an, sống có phương pháp, sống có thực tập, sống có chánh niệm, có tỉnh thức, thì nỗi khổ niềm đau rơi rụng hết. Thì còn cái chết nó diễn ra lúc nào thì kệ nó, để cho người đó đừng quá bận tâm.
Còn câu hỏi thứ hai đó là mình chưa chết làm sao biết chết như thế nào? Nó cũng là một cách thức đã giúp cho người đó quay trở về. Thực ra thì trong kinh Đức Phật có đề cập đến cái sự đi về của cái chết. Và từ kinh Tạng Pali cho đến kinh điển Đại Thừa đều nói giống nhau, đó là ta đi theo nghiệp. Nghiệp nó lôi kéo dẫn dắt mình đi chỗ nào là mình phải có mặt ở chỗ đó thôi. Lúc đó mình không có thương lượng, không có đút lót được, không mặc cả được, không trì hoãn được. Ngoài trừ lúc đó ta bị tiếc nuối gia tài sự nghiệp, hay là ta bị quyến luyến bởi tình yêu, tình thương, ta bị hận thù và muốn trả đũa, ta bị uất hận hay là oan ức vì một cái chết chết oan nào đó, thì lúc đó đó hương linh sẽ tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ. Còn toàn bộ các trường hợp còn lại, dù là cực thiện, trung thiện, hạ thiện, cực ác, trung ác, hạ ác, đều phải tái sinh. Mà cái tính thời gian nó diễn ra thường là trong tích tắc này. Trong vũ trụ bao la này thì có sự sống của con người ngoài hành tinh, Đức Phật nói rất rõ. Cho nên ta không đầu thai hành tinh này thì cũng có mặt ở hành tinh khác, không đầu thai trên quốc gia này cũng đầu thai ở quốc gia khác, có nghiệp cảm tương thích. Còn tiến trình mấy tuần thất đó như là một sự hỗ trợ thôi. Trong tình huống hương linh bị tiếc nuối hay là bị vướng bởi uất hận, bị oan mà chưa đi ra được đó, thì các khóa lễ cầu siêu trong ngày kỵ thất đó sẽ nhắc người đó để cho họ rũ bỏ mà ra đi. Cái giá trị nó nằm ở chỗ này. Cho nên là ai cũng phải ra đi theo nghiệp, ngoài trừ các vị để chặt đứt được sanh tử thì đi bằng nguyện. Nó cái khác nhau chỗ đó thôi. Một bên là nghiệp dẫn, một bên là đi theo phát nguyện. Có nhiều vị đã chứng đắc được đạo quả rồi, nhưng thấy rằng là mình có duyên với chúng sinh ở Ta Bà, cho nên phát nguyện trở lại với thân phận của một con người nào đó, tiếp tục sứ mệnh mà mình đã làm trong rất nhiều năm qua. Thì cái người mà tái sinh theo nguyện thì không có bị nghiệp nó dẫn. Cho nên theo luận câu xá, một bản luận rất quan trọng của triết học Phật giáo đó, phân tích về cái tâm lý có mặt ở trong bào thai, hương linh đó không khởi lên những ý niệm tính dục. Và khi được sinh ra khỏi bào thai sau 9 tháng 10 ngày, nhân cách đó cũng không bị ảnh hưởng bởi tính dục, và sống một cuộc đời như là có căn lành về hạt giống tâm linh. Cho nên từ nhỏ ăn chay rồi chọn con đường tu để tiếp tục làm Phật sự. Những người như thế chúng ta thấy nhiều lắm ở trong các chùa Bát Tông, như là những vị đi tu đồng chơn xuất gia đó, tức là còn chân chất chưa biết hương vị đề, vào trong đạo như là một cái căn lành có sẵn đấy. Cho nên làm cho họ thăng tiến trên con đường tâm linh rất là dễ. Các vị lạc ma tái sanh của truyền thống Tây Tạng đó cũng thuộc về dạng này, tức là 6 tuổi đó được phục hoạt lại để thừa nhận rằng là họ là hậu thân của một vị lạc ma tiền thân, được xem như là một vị cao tăng nào đó. Như vậy chết là chạy theo nghiệp, ta không có cưỡng lại nó được, ngoài trừ ta là người chứng đắc. Xin đi câu hỏi khác. Câu hỏi này thì hơi đi xa đề tài.
Dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh thì một vị tu sĩ Phật giáo dù theo pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền hay là pháp môn mật tông thì vị đó không nên và không được can dự vào bất kỳ một đảng phái chính trị nào. Nếu ai làm như thế là vi phạm giới luật nhà Phật. Điều thứ hai, Đức Phật dạy cũng không nên làm môi giới, cũng không nên để cho người khác sử dụng mình như là một công cụ, cũng không nên tình nguyện trở thành một công cụ cho bất kỳ ý thức hệ chính trị nào. Vì Đức Phật nói rất rõ là chính trị nào rồi cũng trôi qua, Phật pháp thì trường tồn. Ta thấy trong lịch sử của nhân loại ở các quốc gia vài chục năm, nhiều nhất là 100 năm, 200 năm, cái chính thể đó phải bị tan rã, thay thế bởi một chính thể mới. Còn Phật pháp đó thì trường tồn. Vua, quan, dân, những đảng phái đối lập với nhau, nếu có niềm tin chân chính về Phật vẫn chấp nhận Phật, chấp nhận Phật pháp. Còn chính trị đó, có người chấp nhận, có người chống, có người theo đảng này, có người theo đảng khác. Cho nên Đức Phật đã khuyên là người xuất gia nó phải rũ bỏ hết tất cả các khuynh hướng chính trị. Bởi vì đó, chính trị mặc dù lúc đầu nó được hiểu như là nghệ thuật quản trị một quốc gia, nhưng về sau đó, nó được hiểu theo một nghĩa rất xấu, đó là thủ đoạn để triệt hạ đối thủ của mình bằng những cái phương pháp hạ cấp nhất, vì cái mục đích của họ là chiến thắng trong sự loại trừ. Các cuộc đấu tranh giai cấp ở trong lịch sử xã hội đó, nó đều là như thế. Cho nên Đức Phật dạy là không nên can dự. Cái tiêu chí để ta xác quyết rằng là đâu là một nhà sư chân chính trên con đường Phật dạy đó, đó là kinh điển đó. Ta lấy thước đo kinh điển làm nền tảng. Kinh điển dạy chúng ta là như thế. Và thứ hai đó, Đức Phật dạy là người tu đó không phải là chỉ cho riêng mình mà phải cho cuộc đời. Do đó là bên cạnh những cái giá trị tâm linh đạo đức mình đạt được đó, người xuất gia chân chính phải chia sẻ các giá trị đó cho tha nhân qua năm phương diện: giáo dục đối với tăng ni, hoằng pháp dành cho Phật tử, văn hóa để chia sẻ các lĩnh vực, nghệ thuật để đưa đạo Phật đi vào đời, và tu thiện để giảm bớt nỗi khổ và niềm đau. Đây là năm lĩnh vực hỗ trợ bên cạnh giá trị đạo đức và tâm linh mà một vị xuất gia chân chính có thể mang hiến tặng cho cuộc đời. Ai làm đúng theo tinh thần như thế thì ta biết đây là một vị xuất gia đúng tinh thần Phật dạy. Còn ai không làm đúng tinh thần như thế thì mọi người có thể có tự suy nghĩ riêng. Mỗi một giai đoạn lịch sử trôi qua đó thì các giáo hội Phật giáo đó bị ảnh hưởng ở góc độ này hay là góc độ khác. Do đó chúng tôi thường kêu gọi là ta trở về với pháp môn, chứ đừng quá đặt nặng về giáo hội. Giáo hội là một cái hình thức hành chánh, và dĩ nhiên là nó có yếu tố thế tục quá gắn vào bên trong tăng đoàn. Cho nên đó, bên cạnh cái tốt là thống nhất, mặt khác đó, nó cũng có thể tạo ra giáo quyền, mà bản chất của Phật giáo là không chấp nhận giáo quyền. Cái khác căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là nằm ở chỗ này. Đi trên con đường pháp môn mà Đức Phật đã dạy đó thì ta không có giáo quyền. Cái gì đúng thì tất cả phải đồng thuận và nghe. Ai không nghe người đó vi phạm giới luật. Cái gì sai thì đều ra bàn thảo, góp ý xây dựng để cho người ta sửa đổi, chứ không tấn công đẩy dồn người kia vào thế chân tường. Vì đạo Phật không chấp nhận sự loại trừ. Do đó, cái khuynh hướng của con người là vốn khác nhau. Và do vậy đó, những vị tu sĩ trong Phật giáo đó, khi mà gắn một cái danh xưng giáo hội vào rồi đó, thì cái quan điểm hoàn toàn khác biệt. Có giáo hội đi đúng lập trường của Đức Phật dạy, có giáo hội đã không đi đúng lập trường của Đức Phật dạy. Ít nhất là về phương diện này. Thì ta là những người Phật tử, ta phải tự xem xét, không nên phê bình chỉ trích, vì làm như thế là ta tạo nghiệp. Cái nào đúng ta đi theo, còn cái nào không đúng đó ta chỉ tham khảo
kính nhi viễn chi. Theo Phật và theo một vị hòa thượng á, thì theo Phật á, ăn chắc mặc bền. Phật dạy pháp môn, các tu sĩ đó thỉnh thoảng dạy giáo hội. Giáo hội có thể đúng và sai vì nó do người phàm lập. Pháp môn á, là tuệ giác Đức Phật hình thành, cho nên độ chuẩn xác nó ở mức độ khá cao. Chính vì thế mà việc hướng dẫn tâm linh á, cho người tại gia phải dựa trên nền tảng pháp môn, chứ không dựa trên nền tảng giáo hội. Do đó Đức Phật đã khuyên chúng ta là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó do thầy mình nói. Thầy mình có thể thành lập giáo hội, mà nhất tự do nè, hai người, ba người là có thể thành lập giáo hội đó. Ta có thể đặt danh xưng cho giáo hội đó thật là kêu, thật là to, thật là lớn, có sao đâu, ai cấm mình đâu. Nhưng giáo hội đó có đi đúng cái tinh thần của Phật dạy không, đó là một chuyện khác. Mà rất nhiều người thế gian là không hiểu được chuyện này, thấy giáo hội đó hoạt động đúng với cái khuynh hướng của mình thì mình tăng bốc lên, còn thấy không đúng với mình á thì mình gắn cho những cái nón này nón nọ. Còn đạo Phật là đi vượt lên trên, không dính vướng vào bất cứ một chính thể nào. Đức Phật đã quán trán ngán cái tính giới hạn của chính thể chính trị, cho nên ngài đã bỏ ngai vàng. Mà trong kinh 42 chương á, ngài mô tả bằng cái câu: ta chán ngai vàng như là quăng đôi dép bỏ. Không có lý do gì mà đệ tử của ngài lại đi lụm cái đôi dép bỏ đó. Ngài bỏ nó đi ra để ngài trở thành cái ngôi tâm linh là pháp vương và truyền bá tâm linh cho chúng ta. Cho nên á, cái việc chống hay là ủng hộ đó là thuộc về cái nhiệm vụ của các đảng chính trị. Còn đạo Phật thì không dạy chúng ta chống hay là dạy chúng ta ủng hộ, mà dạy chúng ta là truyền bá con đường đạo đức và tâm linh trên tinh thần tự do, ai thấy đúng thì theo, không đúng thì thôi. Người ta được quyền hủy bỏ, không cưỡng chế, không bắt buộc, và đây chính là cái tinh thần tự do của đạo Phật. Thì đó là những điều mà Đức Phật dạy trong kinh. Thì quý vị có thể lấy đó là một cái tiêu chí để xác định đâu đó là một cái hướng đi chân chính và đâu đó là một cái hướng đi đó nó bị ảnh hưởng của thầy cô và xã hội, để ta vẫn giữ vững với pháp môn Phật dạy. Và đây chính là cái con đường nó có lệ lạc lâu dài hơn, nó vượt lên trên các cái đối lập mà Liên Hợp Quốc ngày nay đó thấy rất rõ. Giải quyết cái đối lập bằng thù hận, bằng súng ống, bằng loại trừ đó, nó thuộc về cái lỗi thời rồi. Còn nói theo Phật giáo, nó chính là phản ứng của lòng sân và vô minh mà thôi. Xin nêu câu hỏi khác, nó đi vào pháp môn tu tập thì tốt hơn. Chú mở cái nút lên này. Bây giờ thầy giảng cái bài kinh, con thấy rất rõ ràng, trong cái hành lễ không có gì mà thắc mắc hết. Nhưng mà con xin thắc mắc một cái là, xin hỏi thầy là một cái bào thai ở trong bụng mẹ là chỉ có 10 ngày, vậy thì cái hương linh nó nhập vào một thời điểm nào? Hương linh nhập. Câu hỏi rất là thú vị. Theo tinh thần của kinh điển Phật giáo, từ Nam Tông cho đến Bắc Tông, hương linh có mặt ngay lúc sự giao hợp giữa người nam người nữ được diễn ra, mà nâng lên mức độ đạo đức cao nhất, đó là cha và mẹ trong tương lai. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra nó có 3 yếu tố để sự nhập thai có mặt. Thứ nhất là có sự giao hợp giữa nam và nữ. Thứ hai đó, sự giao hợp đó phải được thực hiện trong cái thời gian người nữ có thể thọ thai. Và thứ ba đó là trong vũ trụ này đó, có một người nào đó vừa mới qua đời có nghiệp cảm tương thích cùng một họ hàng nghiệp, cho nên có mặt ở trong bào thai trong lúc giao cấu để hình thành ra một mầm sống mới. Do đó là hương linh nó có ngay lúc đó, chứ không phải là sau khi cái thai nó được trưởng thành, lục phủ ngũ tạng, mắt mũi ốc não được hoàn thiện thì bắt đầu hương linh mới nhập vào. Nó nhập ngay cái lúc mà cái việc giao cấu có thể thụ thai diễn ra. Các nhà khoa học hết sức ngạc nhiên khi đọc vào cái bản kinh Trung Bộ này,
vào 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã nói đến vấn đề về y học đối với sinh chủng học của con người. Mà vấn đề đặt ra bây giờ cloning, tức là người ta tạo ra sự sống con người không phải là bằng tinh cha quốc mẹ ở trong các cái ống thụ thai nhân tạo nữa, mà ta có thể lấy một tế bào trên cơ thể của con người nào đó để tạo ra. Thì như vậy là cái thần thức nó có mặt ở chỗ nào? Câu hỏi này hóc búa hơn. Câu trả lời của Phật giáo đó là cái việc sanh con đẻ cái qua cái phương tiện của người mẹ đó không phải là phương tiện duy nhất, mà nó có nhiều các phương tiện khác. Trong kinh cũng đã nói rồi, bằng nhiều phương tiện ý sanh. Ngày xưa nó có cái phần là nõn thai thấp hóa ý sanh, tức là năm chủng loại sinh: sinh ra từ trứng, sinh ra từ thai, sinh ra từ sự ấm thấp, sinh ra từ sự biến hóa. Thì bốn phương diện này ta thấy là trong cái thế giới sinh học nó đã đề cập rất là rõ. Ví dụ sinh từ thai thì có con người, sinh từ trứng thì gà, vịt và một số chủng loại động vật khác, sinh từ ấm thấp thì côn trùng, sinh từ sự biến hóa đó thì ta thấy là long quăng thành mũi, rồi mấy con tầm quá bướm, và nhiều cái con này nó biến thành con kia, vân vân. Còn cái phần ý sinh á, thì ngày xưa ta nghe nói nhưng mà ta khó hiểu, sinh ra bằng ý là sinh bằng cách nào? Thì bây giờ khoa học nó giúp cho ta hiểu, cloning là sinh ra từ ý. Tức là các nhà khoa học á, là nghiên cứu về cái hệ thống DNA của con người để tạo ra một cái mầm sống, lấy từ một cái tế bào của con người nào đó để tạo ra một cái người y hệt là bản sao của cái người mà mình muốn. Thì lúc mà cái tiến trình của cái việc mà cái cloning nó được diễn ra đó, khi nó được thành tựu, thì cái tâm thức của một hư linh nào đó vừa qua đời có nghiệp cảm tương ứng sẽ nhảy vào. Đó là sanh tự ý đó. Cho nên sanh tự ý không cần đến cái sự giao hợp giữa mẹ và cha. Phương diện thứ sáu đó, ở trong kinh còn nói là sanh từ hoa sen. Cái này thì làm cho nhiều người khó hiểu hơn, là một con người mà chết về Tây Phương Cực Lạc là đẻ ra từ cái hoa. Người ta thấy quá, tôi không muốn sinh gì đó. Mình phải hiểu đây là một cái ngôn ngữ biểu tượng. Bởi vì trên đó đó, trong kinh A Di Đà mô tả cư dân trình độ tâm linh tối thiểu tại Ta Bà, tại Tây Phương đó, là A Bệ Bạc Trí, nghĩa là bắt thói chuyển về đạo đức và tâm linh. Bắt thói chuyển về tâm linh đó, thì họ đã vượt qua được cái phần hưởng thụ tính dục, thì làm sao mà sinh ra từ người mẹ, người cha có sự giao hợp. Cho nên ta mới mô tả bằng vậy. Chứ thực ra đó, người nào sinh ra cũng phải nhờ cái phương tiện đó, hay là một phương tiện ý sinh thôi. Nhưng người ta ý muốn nói là cái tâm thức về sự hưởng thụ đó, nó đã được thanh tịnh như là hoa sen ở trong bùn mà không bị nhiễm ô bởi cái mùi bùn và cái sự dơ của bùn. Cho nên ta nói là sinh ra từ hoa sen, chứ không có con người nào mà sinh ra từ hoa sen hết trơn á. Cũng tương tự như nói rằng là con bò sinh ra từ cái cây, sao có được không ạ? Chủng loại nào sinh ra chủng loại đó, ngoài việc lai giống giữa cái chủng loại A với chủng loại B thì ra một cái loài vật mà nó nằm chính giữa hai chủng loại này. Cho nên đó, là một chúng sinh có tình thức không thể nào sinh ra từ những cái loại thảo mộc vô tình, dù nó là chuyện không có, và nó cũng không phù hợp về nhân quả sinh học nữa. Do đó đó, các bản kinh đại thừa đó, ta phải đọc nó và hiểu nó bằng ý nghĩa biểu tượng và triết lý, thì nó mới tránh được cái tình huống là bị quan đường. Kinh thì không có quan đường, vì người Ấn Độ không thích nói quạch toẹt, không thích nói nghĩa đen chữ trắng, mà phải nói cái gì đó cho ta nghe, ta không hiểu, ta mới đi điều tra, nghiên cứu, phân tích, rồi tra từ điển đủ thứ hết đó, mới hiểu ra được, giải mã đúng đó, ta mừng lắm. Chứ vì dân học Việt Nam cũng vậy, phải có điển tích. Cái câu chữ càng cổ chừng nào thì là cái bản dân nó được xem là một kiệt tác chừng đó, vậy đó. Như vậy là nói tóm lại đó là sự sống của một con người có mặt khi mà cái điều kiện hình thành sự sống nó có mặt, vậy thôi. Điều kiện hình thành sự sống đó đối với con người có cha có mẹ, đó là cha mẹ gọi là giao hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai và người mẹ không bị cái chứng bệnh vô tự, người cha cũng không bị chứng bệnh vô tự.
Còn đối với hiện tượng cloning đó, thì đó có mặt khi cái hiện tượng cloning này được thành tựu. Ta thử phân tích cái hiện tượng con đĩa đó. Dùng một con dao hay một cái vật cắt bén nào đó chặt đứt con đĩa này ra làm hai, thì con đĩa đó trở thành hai con để sống. Chặt ra làm tư, nó trở thành bốn con. Chặt ra làm tám, nó trở thành tám con. Cái này trước đây đó, ta lý giải nó là một cái loại quá sanh. Quá sanh một cách có điều kiện, từ một cái tác động ngoại tại, không phải từ tự thân của nó. Thì trong trường hợp quá sanh đó, thì ta biết rằng là từ một con vật này nó đổi chủng loại thành một con vật khác, có mối liên hệ trực tiếp. Còn cái quá sanh trong trường hợp con đĩa đó là khi mà bị chặt đứt ra thì ở chỗ khác đó có hai hai chủng loại động vật nào đó mới vừa chết, có nghiệp cảm tương thích cho nên đào thai vào. Còn cái con đĩa nó bị giết chết đó, cái tâm thức đó không còn lưu giữ lại cho đó, nó bị chết đi và nó được đào thai thành một cái gì đó theo cái nghiệp cảm tương ứng, và hai con khác ở chỗ khác nó nhào vào để nó tạo thành mầm sống mới. Các nó làm bướm thì có bốn con khác nhào vào và hai con đang có tâm thức đang bị chết đi, vấn đề nằm chỗ đó. Do đó đó là cái phương tiện để hình thành ra sự sống là một điều kiện tất yếu, nó là duyên, mà không có đó thì mạng sống con người và các chủng loại không thể nào thành tựu được. Xin yêu câu hỏi khác. Nhiều khi đức Phật tôi mà bị chết thì cái đau đớn đức Phật có cái đau đớn là đức Phật tôi chết khỏi cái gì là chết. Câu hỏi đặt ra là khi đức Phật đang trong những giờ phút cuối của cuộc đời đó thì ngài có bị đau không? Câu trả lời là có. Ta nên phân tích cái khái niệm mà tiếng Việt nó rất là tinh vi. Đau nó thuộc về vật lý, trong đời sống con người đó nó là cái sinh học của cơ thể. Còn khổ nó thuộc về tâm lý, nó thuộc về dòng cảm xúc, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt. Thì thông thường á, thân và tâm đó, nó tồn tại một cách hỗ trợ và lệ thuộc vào nhau. Đối với người phạm kẻ tội của chúng ta đó, khi mà mình bị đau cái thân đó thì mình thường bị khổ cái tâm. Cái khổ đó làm cho ta phải sên, than giảng, chia sẻ, giải bài, để như là một cái cơ hội để phóng thích gián tiếp nó. Do đó chúng tôi nói khi nãy trong cái khóa lễ mà khánh tế đó, cầu an đó, sự có mặt của chúng ta và việc đọc một bài kinh nào đó mà người đó hoan hỷ và thích đó, thì cái ý thức của người đó nó đang có mặt ở trên bài kinh, trên khóa lễ, trên tình thân quyến, cho nên họ quên đi cái cảm giác đau của thân. Đó là một sự thay thế về trị liệu tâm lý. Thì như vậy là người bình thường đó, nếu biết cách sử dụng nghệ thuật chuyển hóa đó, thì họ cũng giảm bớt được cái đau của thân, mặc dù nó có đau thật nhưng nó không có nhiều. Dân gian Việt Nam có câu là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột, phản ánh hết sức là chuẩn xác về cái tâm lý và thái độ chịu đựng của hai cái tầng cấp xã hội khác nhau. Vì cái người giàu đó từ nhỏ đến lớn là họ không bị khổ đau, cho nên khi mà bị khổ chút xíu là họ cảm thấy nó đau bức bách, đau ghê gớm, đau khủng hoảng, giống như trời sụp ấy. Do vậy mà thế giới phương Tây những người giàu có đó, khi bị thất tình, khi bị bế tắc ở trong gia đình, họ dễ tự tử đó, hoặc là trở bị tâm thần. Còn những người mà lăn lóc từ nhỏ thì họ đã nếm mùi khổ đau rồi, thì những khổ đau đó nói với họ không áp phê nữa, nó không đáng gì hết trơn. Như vậy là tùy theo cái mức độ quan trọng quá hay quan trọng quá về tâm lý mà nỗi đau của thân đó nó nhiều hay là nó ít. Thì đối với Đức Phật đó, ngài đã làm chủ được cảm xúc, làm chủ được nhận thức, làm chủ được thái độ, làm chủ được nghiệp, dứt bỏ được những nghiệp xấu, chuyển hóa tâm thanh tịnh 100%, trở thành bậc tuệ giác trọn vẹn, thì ngài không bị nỗi đau vật lý nó làm ảnh hưởng. Ta nhớ Hoàng Công đó,
khi bị bắn mũi tên vào cánh tay, thì mọi người tư vấn ông đó yêu cầu ông phải ngồi đánh cờ tướng với một tay cao thủ trong làng cờ tướng, và ông ta phải được yêu cầu là nêu ra một quyết tâm là thắng cao thủ này, mặc dù có thể là ông đánh không bằng. Vì là một tướng nổi tiếng mà nếu thua cao thủ này đó mất uy tín đi. Chỉ là ông tập trung cao độ từng nước đi, không phải chỉ tính từng nước đi một, mà phải tính trước 10 nước, 20 nước. Nhờ cái sự tập trung vào cái việc tính các nước đi giữa bên mình và đối phương, cho nên cái đau trong lúc mà dùng cái mũi dao mổ vào cái làn da thịt của ông bớt đau, vì lúc đó đâu có thuốc tê đâu. Đó là một nghệ thuật ly tâm hóa cái ý thức ra khỏi nỗi đau của thân, để cho cái khổ đó, nó không ảnh hưởng. Đó là những cái kỹ năng. Còn bây giờ ta chích thuốc tê, thuốc mê vào ngay cái vùng đau, để cho cái này nó làm cho cái cảm giác đau nó bị tê liệt, nó không đưa về cái thần kinh trung ương, để ta không có một nhận thức là ta đang bị đau, cho thực tế cái đau nó vẫn có. Còn Đức Phật thì không dạy chúng ta dùng những cái thủ thuật như vậy, vì nó làm như thế đó nó sẽ giảm trí nhớ và nó dẫn đến nhiều cái phản ứng phụ, tức là tạo ra những loại bệnh tật khác. Còn Ngài dạy chúng ta vận chuyển tâm thức để vượt qua nỗi đau một cách có nghệ thuật, không quan trọng quá nó, làm cho nó giảm bớt đi, theo cái kiểu đau lớn nó trở thành giống ăn mày đổ ruột mà không có gì. Và thứ hai nữa là chuyển tâm mình qua một đối tượng khác thì nó đau nó bớt đi. Rồi quán chiếu thiền, thực tập niệm Phật hay là trì tụng mặc chú đó, miễn là tâm mình được chuyên nhất vào trong cái việc tụng niệm thọ trì này thì nó đau nó cũng giảm bớt. Cho nên Đức Phật nó chỉ có đau về thân chứ không có đau về tâm. Và chúng ta là đệ tử của Ngài, nếu làm đúng theo sự hướng dẫn này thì chúng ta cũng có thể vượt qua được cái nỗi đau của thân ở một mức độ tương đối. Xin được câu hỏi khác. Mở nút lên. Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, duy thức có một cái câu hỏi xin thầy trả lời là gì? Duy thức nghe nói là những nhà sư đi tu á, những nhà sư mà tu từ nhỏ đến lớn, chưa vợ chưa con lần nào đó, thì những nhà sư đó khi mà chết á, quả thiêu đó sẽ có ngọc xá lợi. Còn những nhà sư mà tu mà đã có vợ có con qua rồi đó, thì khi mà quả thiêu, mặc dù nhà sư đó tu già tới chết nhưng mà vẫn không có ngọc xá lợi. Như vậy xin thầy giải thích giùm. Nhận xét đó không có cơ sở. Đức Phật Thích Ca có vợ trước khi đi tu, sau khi chết Ngài có xá lợi. Gần đây nhất là Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, một vị cao tăng của thời cận đại, có vợ, có cháu, đi tu, sau khi chết thiêu Ngài cũng có xá lợi. Như vậy việc có xá lợi nó không liên hệ đến trước khi đi tu là có đời sống gia đình, tức là có hoạt động tín dụng hay không, mà nó là cái chuyện sau khi đi tu đấy, ta giữ đúng được cái này thì với một cái nguyện ước về cái tình hình sức khỏe ở tình hình con người, mà có người dù tu chân chắc vẫn không có xá lợi, có người tu chân chắc lại có xá lợi. Trong vài trăm ngàn tình huống hay là triệu tình huống diễn ra trong lịch sử tu sĩ của Phật giáo đó, không phải một vị tu chứng đắc nào chết đó, cũng đều để lại xá lợi cả. Cho nên ta không nên lấy xá lợi làm yếu tố đông đo tính điếm về mức độ chân tu, về phương diện là giữ đúng giới hay là không giữ đúng giới của một người tu, vì chuyện nó không quan trọng. Xá lợi nó chỉ là một cái tính Phật để giúp cho ta đó tăng trưởng thêm lòng tin. Mà nếu nó được gắn liền với sự nguyện ước nào đó đó, như ngày hôm qua chúng tôi phân tích về xá lợi của Bồ Tát Quảng Đức, xá lợi của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cú Ma La Tập, để minh chứng cho một cái việc làm nào đó là đúng, để tạo niềm tin cho người ta về giá trị chân lý này. Còn rất nhiều việc còn lại đó không hề có nguyện ước, có xá lợi gì, thế là khi chết thiêu không có. Tình trạng sức khỏe của từng người là hoàn toàn khác nhau, cho nên đó là dưới cái tác dụng quan học trong lúc thiêu đó,
thì có cái nó còn lại có cái là nó tiêu mất hết, không sao hết. Do đó chúng ta đừng lấy đó làm bằng chứng về cái vấn đề chứng đắc hay là giảng sinh hay là chân tu, và ngược lại không có đó là không chứng đắc, không giảng sanh, không chân tu. Một vấn đề khác là chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm, tức là có nhiều vị đánh giá là ai đi tu từ thời nhỏ thì vị này sẽ không có bị bệnh tật, mà nếu bị bệnh tật là tôi không đúng. Nó như vậy nó cũng sai. Thì bệnh tật nó thuộc về cái quả của đời sống trên cơ thể. Nếu như một vị cao tăng nào sử dụng quá nhiều cái thân thể này cho các vị Phật sự thì vị cao tăng đó cũng phải bị tổn thương thọ thôi, và kết quả là ngài sẽ bị mất sớm. Ngài Tăng Triệu là một vị cao tăng của Phật giáo Trung Quốc, chết ở tuổi 33. Tác phẩm nổi tiếng của ngài là Tăng Triệu Luận, gọi tắt là Triệu Luận, là một tác phẩm phản ánh về nền văn học Bát Nhã Tánh Không tuyệt vời, sâu sắc vô cùng. Và các sinh viên tiến sĩ về Phật giáo Đại Thừa không ai là không đọc qua, như là một cái bản văn bắt buộc. Nhiều vị Đạt Ma trong suốt 13 đời đó, không phải là vị nào cũng sống trên 60 tuổi. Người ta vẫn xem các ngài là những vị Phật sống hay là hóa thân của các vị Bồ Tát. Do đó nó tùy theo nguyện và tùy theo cái chế độ sống mà tuổi thọ của con người trở thành dài hay là ngắn. Cho nên ta không nên lấy đó để làm thước đo là tu đúng hay là tu sai. Điều thứ ba là có nhiều người đó là bệnh một cách đau đớn và thậm chí là dẫn tới tình trạng hôn mê trước khi qua đời. Thỉnh thoảng ta vẫn nghe mô tả về Hòa Thượng A, Hòa Thượng B hay là Ni Trưởng A, Ni Trưởng B nào đó. Ta cũng đừng nên lấy đó mà nói rằng là vị này chắc lẽ là tôi không đúng, giờ mới có một cái nghiệp quả nó nặng như thế. Bởi vì trong cái tiến trình sự sống của chúng ta đó, có nhiều kiếp ta tạo những cái nghiệp rất là xấu, rồi kiếp này ta phải trả quả. Hay là do vì mình sinh hoạt nó không đúng khoa học, không đúng với quy luật của sức khỏe, cho nên dẫn đến những cái chứng bệnh mà kết quả là có sự hôn mê. Cho nên đừng nên vin vào đó để đánh giá là tôi đúng hay tôi sai, có phước nhiều hay có phước ít. Mà vấn đề ở chỗ là cái việc ra đi đó, là bản thân của người ra đi đó có làm chủ được cái sự ra đi của mình hay không, bằng chánh niệm và tỉnh thức hay không, mới chính là điều quan trọng. Xin điều câu hỏi khác. Con xin hỏi câu hỏi cuối là thế này: con có đọc quyển sách của ông Nhật Huệ trước 75, ông đã làm đại đức, sau 75 thì ông qua bên Tin Lành sư, và ông có biết cái chuyện thiền trước 75 thế này, ông nó còn 72 đó, ở cuối cùng có ông thầy tu đang ngồi thiền, trong khi ông ngồi thiền đó thì ông lấy cái gì mỏ ông đập chết quỷ tử của ông, và ông nói là ông đập chết con quỷ. Và từ đó thì chẳng ai tin điều đó, khi người ta tin vậy người ta chẳng những tụng gì hết. Và ông ta kể chuyện thứ hai là bên Ấn Độ á, có một vị thiền sư đang ngồi thiền như vậy, thấy một cô gái đi qua mà tới dâm, ông ta mới nói là ông ta ngồi thiền, ông ta thấy là có một cái hương linh nó đang nhập vào con trâu hay con trâu trong giờ, cho nên ông ta mới chuyển hương lên qua người. Mục sư Nguyễn Huệ Nhật đi tu ở tại chùa Già Lam cách đây mấy chục năm. Đó là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng mình nói rằng là ông đi tu với tính cách là phát tâm á, đó là chuyện ai cũng hoài nghi. Ông là một vị mục sư và là một cái người ở bên Tinh Lành được cài vào, mang hình thức một tu sĩ Phật giáo, và ông được đặt vào trong cái bối cảnh năm 63 khi Phật giáo dấy khởi cuộc đấu tranh bất bạo động để minh chứng cho chính quyền của họ Ngô về việc đàn áp tôn giáo là sai lầm. Và ông là một trong mười mấy vị đăng ký tự thiêu cùng lúc với Hòa Thượng Quảng Đức. Và lúc đó giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiền thân đó, lúc đó chưa có giáo hội, thì các vị cao tăng đã ngồi lại với nhau là cho bốc thăm. Và cái nguyện lực của Bồ Tát Quảng Đức lớn nhất, và ngài là Bồ Tát thật sự, cho nên cái thăm của ngài đã trúng,
Do đó Ngài trở thành là người được chọn phát nguyện tự thiêu. Sau khi tự thiêu, quả thiên bất diệt của Ngài đã để lại, làm chấn động dư luận thế giới, và chế độ Ngô Đình Diệm độc tài đã bị sụp đổ sau đó. Giáo hội thống nhất bắt đầu có mặt vào năm 1964 như là một thành quả, và nó hoạt động rất tốt trong rất nhiều năm sau đó. Như vậy là khi mà phân tích về cái diễn tiến mà có mặt của ông ở trong chùa, rồi cái việc cài đặt ông vô để làm người tự thiêu đó, thì ta biết cái dụng ý nó nằm ở chỗ nào rồi, không cần phải phân tích nhiều. Nên là sau năm 75 thì ông xuất đầu lộ diện với hình thức là vị mục sư, và đi giao rảng về tin mừng của Kinh Thánh Tân Ước theo Tin Lành giáo. Gần đây đó thì ông có một loạt bài thuyết giảng ở tại Houston. Năm 2007 đó, chúng tôi khi thuyết giảng tại Houston đó, thì các Phật tử có cho một cái băng mà ông vừa thuyết trình. Rồi sau đó thì ông bay qua bên Úc Châu thuyết giảng cho rất nhiều cộng đồng Tin Lành người Việt Nam tại đây, và ông cũng có những cái xuyên tạc tương tự. Tức là ông tự phỉ chuyện đó, những cái chuyện đó nó không có cái nguồn gốc, không có gì hết trơn. Ông nói chuyện hồi xưa nó vậy, đâu ai kiểm chứng được đâu. Mà cũng không có người nào trong câu chuyện đó để mà có thể nói rằng là tôi bị hàm quan, vì ông đâu có nói người A, người B, người thật nào đó. Vì có chuyện thật không mà nói. Nếu có chuyện thật là ông đã nêu đích danh ông Quỷ Dân A, ông Quỷ Thị B, vân vân rồi. Còn cái nhà ai, ở đâu, vì ông được cài mà. Thằng này đó, ông chỉ nói để mà nói, để cho thấy rằng là mấy ông nhà sư Phật giáo tu đó toàn là vô minh không mà. Cái kết quả thiền trở thành hiếp dâm tức là tẩu qua nhập ma, cho ta sợ ta bỏ thiền, ta không đi tu thiền nữa. Còn là tu theo tịnh độ trở thành mát bách khùng khùng, gõ đầu để tử mình chết, tưởng là ma quỷ. Đó là một sự tấn công một cách là vô liêm sỉ và mất đạo đức. Về con đường tâm linh mà thế giới ngày nay đó đã chọn lựa rất là chuẩn xác. Ta thấy nhà khoa học vật lý nổi tiếng của thời cận đại đó, Einstein, đã nói một cách rất là nghiêm túc rằng là nếu trong thế giới, trong tương lai này có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, có thể đáp ứng được những nhu cầu của nhân loại, phù hợp với con đường tâm linh và ăn khớp với lại khoa học, thì chỉ có thể nói đó là đạo Phật thôi, chứ không có tôn giáo nào khác. Ông là một người khác đạo Phật mà tuyên bố như thế, hẳn rằng là không phải làm hài lòng đạo Phật. Vì giá trị chân lý của những người tôn trọng chân lý, người ta phải thừa nhận, đánh giá nó, dù mình không thuộc về cái truyền thống chân lý này. Trong khi đó, mục sư Nguyễn Huệ Nhật là cái người muốn gọi là người ta bỏ đạo Phật đi theo Tin Lành của mình, vốn đặt trên nền tảng của niềm tin, mà phần lớn rất nhiều niềm tin trong Kinh Thánh là không có cơ sở khoa học. Chúng tôi không muốn nhận xét đánh giá về một tôn giáo khác tại đây. Việc truyền bá tự do tôn giáo đó là một cái nhu cầu, nhưng đừng nên xuyên tạc bằng những cái chuyện bịa đặt để làm khủng hoảng niềm tin của những người Phật tử không có nghiên cứu chuẩn về kinh, về pháp môn, về sự hành trì và giá trị của nó. Tu thiền nếu không dẫn đến chứng đắc thành Phật, thành Thánh, thành người hiền thì cũng không có một cái phản ứng phụ nào. Tu tịnh độ nếu không được giảng sanh Tây Phương, không có được trang nghiêm cõi tịnh độ ở thời hiện tại, thì cái đó cũng là cái người rất là hiền lương, bình an và đạo đức, chứ không thể nào bị tẩu qua nhập ma như hai câu chuyện phê đạt vừa được đưa ra. Lưu tiện đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi quý Phật tử hãy cảnh giác về hiện tượng mục sư Nguyễn Huệ Nhật đã được cài đặt vào trong Phật giáo vào thập niên 60 tại chùa Già Lam, mà sau đó đi rao giảng Tin Lành để xúi dục người ta bỏ đạo Phật. Mà nếu theo luật pháp quốc tế đó, nếu ai thưa kiện thì ông ta sẽ gặp rắc rối đó. Cho nên thông qua cái buổi chia sẻ tình cờ này, chúng tôi cũng xin đề nghị mục sư Nguyễn Huệ Nhật đừng nên vì muốn có thêm tín đồ mà làm những con đường xuyên tạc phi đạo đức và thiếu liêm tri của một người có lương tri chân chính. Vì điều đó nó sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng ở trong hiện tại và trong tương lai. Xin được hỏi thêm. Con có
con cháu bé, cháu bé nó không biết tiếng Việt, nhưng nó muốn hỏi thầy cái gì có được không? À, để dịp khác đi, ở đây là người Việt đông đó, người ta ưu tiên cho số đông. Có một câu hỏi để ngay từ đầu ở trên bàn, chúng tôi xin đọc như sau. Có một vị nói rằng khi ta ngủ mà mở máy nghe những bài chúng ta không kịp học ban ngày, thì những bài học đó dẫn đi vào trạng tạng thức của chúng ta và giúp chúng ta thuộc bài đỡ hơn. Cũng như có những vị được các bậc thầy truyền dạy cho trong lúc ngủ, có vị lại nói khi ta ngủ thì không có gì thâm nhập vào tâm trí của ta, lúc đó ta không có tâm. Vậy lúc đó tâm ta đi đâu? Xin thầy chia sẻ các sự kiện trên về tâm thức trong trạng thái khi thức và trong lúc chúng ta ngủ. Cách đây vài năm tại Việt Nam đó, thì báo chí đưa tin rất là giật gân là các nhà ngoại cảm Liên Xô thời xã hội chủ nghĩa có được năng lực đó, là truyền được kiến thức cho một người trong lúc người đó đang nằm ngủ bằng cách là vô thức, trao hết tất cả những kiến thức nạp từ cái năng lượng của mình ở trong bộ não với những nếp nhăn đó, rồi đó là cho truyền qua bên kia. Rất nhiều người tin. Theo chúng tôi đó, đó là những cái hiện tượng đó, là cương điệu quá ta, chứ nó không có thật. Chúng ta phải biết rằng là theo đạo Phật đó, mỗi một hành động nó có mặt ở trong tâm đó, nó phải được thể hiện qua ba dạng thức, hoặc là tư duy, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Cái tư duy đó nó bao gồm phong tục, tập quán, thói quen, rồi văn hóa, thái độ, quan điểm, vân vân, và nhiều cái hình thức khác nữa. Cho nên lúc mà con người đang ngủ đó, thì nó có hai trạng thái diễn ra. Hoặc là người đó ngủ không có giấc mơ, thì ý thức đó, nó được ngưng hoạt động ở mức độ là 80% trở lên. Thì trong lúc đó, đó thì không có cái nào có thể cài đặt được, bởi vì ý thức đó nó đang khép lại, giống như là cái cửa ta đang cài, thì bên ngoài không có cái gì có thể đi vào bên trong thông qua cái cửa đang bị đóng chốt và cài. Thì làm sao mà các kiến thức từ một cái người đang còn sống có thể truyền vào một người đang nằm ngủ được? Chuyện đó không có. Chuyện thứ hai, phần lớn đó, con người ta đó trong lúc ngủ đó, nếu không có thực tập thiền từ bi và rũ bỏ sự chấp trước đó, trước giấc ngủ được diễn ra, thì suốt giấc ngủ 8 tiếng, 6 tiếng, 5 tiếng, người đó ôm tối thiểu là 3 cho đến là 30 giấc mơ, có người đến 300 giấc mơ hoặc là hơn nữa. Nhưng vì cái giới hạn ký ức của từng bộ não, có người chỉ nhớ lại một vài cái giấc mơ cuối cùng khi thức dậy, có người chỉ nhớ được một phân nửa hay là một vài phần trăm của giấc mơ cuối cùng thôi, còn những giấc mơ diễn ra đầu hôm rồi giữa hôm quên hết. Thì trong trường hợp mà ý thức đang diễn ra với các giấc mơ phản ánh những cái thái độ tâm lý khi mình còn sống, xin lỗi, khi mà mình đang thức, như là một cái cách để giải phóng ức chế hay là mơ ước vân vân, thì người đó không còn tâm thức để nhồi nhét những cái tri thức của người khác vào bên trong. Cho nên á, vấn đề đặt ra ở chỗ là chỉ có một số tình huống rất ít, cái cấu trúc sinh học bộ não của một người nào đó đặc biệt, không phải do tu tập mà có thể do cái hiện tượng thập sinh nhất tử, tai nạn, bị va chạm đập, thì trên bộ não nó có cái lớp thùy mã, lớp này được bị vỡ ra, nó hở lên, và cái năng lực ngoại cảm nó bắt đầu nó có mặt. Thì lúc đó, đó là trong lúc ngủ mà mở máy, hay là có một người nào đọc một cái văn bản hay là giải thích một cái giá trị chân lý gì, thì nó đi vào ở trong tiềm thức của người này. Chỉ có những cái tình huống ngoại lệ, trăm số, tỷ tỷ hay là vài triệu, vài trăm nghìn mới có được một tình huống này. Nó không có nhiều. Và do đó nó không phải là cái phương pháp giáo dục lý tưởng mà chúng ta theo. Sau khi tin tức được đưa ra về cái hiện tượng ngoại cảm đặc biệt của các nhà ngoại cảm Liên Xô đó, trong thời kỳ sau chủ nghĩa đó, người ta phấn chấn vô cùng, về làm thử có được gì đâu.
Cho nên đó, nó làm cho tâm thức của cái người mà đang ngủ nó mỏi mệt thêm. Thay vì theo Đức Phật, trong giấc ngủ đó, ta phải quên hết tất cả mọi thứ, chỉ nhớ hơi thở, chánh niệm, quán từ bi, tâm mình thư thái bình an, thì giấc ngủ đó nó nhẹ nhàng, sau khi thức dậy là ta thoải mái vô cùng. Và quý vị không tin, cứ về mở cái tivi ra và mình để cho giấc ngủ mình ngủ, có nhiều người sợ ma đó, phải có cái âm thanh gì nó vang lên để cho họ quên đi, lo tập trung vào cái đó là quên, rồi rước rồi trở thành thói quen, không có cái âm thanh đó là không ngủ được. Thì cứ để ý sau khi họ thức dậy, tinh thần bãi quải, mỏi mệt vô cùng, bởi vì cái ý thức á, vô thức á, nó vẫn tiếp tục tiếp xúc với những loại âm thanh này, cho nên nó không có làm được tâm thoải mái sáng tỏa được. Còn cái câu niệm Phật thì nó có cái giá trị trị liệu, nhạc liệu pháp nó khác. Vì cái người ta đang nghiên cứu rất là rõ về cái nhạc, cho nên ta phổ bằng những cái điệu mà người nào nghe cũng cảm thấy là nhẹ nhàng, thư thái, bình an, hay là những loại nhạc thiền không lời. Thì đây là hỗ trợ làm cho tâm người đó được thư lắng, và ai mất ngủ có thể nghe những cái âm vang này đó, dễ dàng đi vào giấc ngủ bình an. Cho nên đừng nhồi nhét cái kiến thức vào trong não khi mà ý thức nó quá mỏi mệt và nó muốn được ngủ, mà ta cứ tiếp tục nạp vào thì kết quả là nó ngược lại với tiến trình tự nhiên sinh học của cơ thể, của bộ não, và sức khỏe, tuổi thọ, ký ức của người đó sẽ càng bị giảm thông qua năm thời gian, chứ không có được lợi ích gì. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website worldwideweb buddhismtoday.com, worldwideweb tủ sách phật học.com.